giờ mình sẽ để đồng đội của mình khám, phụ nữ mà, để đồng đội nữ khám. Thế cái này nó kết hợp rất tốt với là cái Arrest Manager và các cái mod khác. Chào mừng anh em quay trở lại với series mod LFPDFR của mình. Thì clip này mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái bản mod là bản mod Stop the Pet. Bản mod này thì anh giúp anh em có thể có nhiều tính năng hơn khi mà anh em dừng một cái pet ở trong game. Thì ở đây anh em có thể nhìn ở trong hình thì anh em sẽ có là các cái tính năng này, rất là nhiều tính năng như kiểu là hỏi, tra hỏi này, cảnh báo này, kiểm tra khám người này, kiểm tra nồng độ cồn này, kiểm tra chất kích thích này, hay là touch the pet, được grab là mình sẽ giữ pet và đưa đi một vị trí nào đấy, hoặc là gọi taxi, gọi xe cứu thương chẳng hạn, hoặc là bắt giữ. Và nó có một số cái tính năng khác ở trong game thì tí nữa sau khi mà cài đặt xong mình vào game mình sẽ test thử và hướng dẫn cho anh em các cái tính năng của cái bản mod này. Bản mod này thì rất là thích hợp khi mà anh em chơi LFPDFR, nó sẽ nhiều tùy biến hơn so với là cái mặc định mod của LFPDFR 0.47 nó cho anh em. Thì để cài đặt đơn giản anh em chỉ cần tải về, tải cái này về. Đây, nó sẽ ra một cái link Mega ZN cho anh em bấm vào tải xuống thôi. Ở đây mình sẽ không tải vì mình đã tải sẵn ở đây cho anh em rồi. Ở trong đây mình đã tải sẵn về đây ở trong mục new folder đây. Ở đâu vậy nhỉ? Stop the patch đây. Download. Tiếp nào. Stop. Ok, mình sẽ tải lại luôn. Đây mình sẽ tải lại luôn. Chỉ mất mấy giây thôi mà. Rồi sau đấy mình sẽ lưu vào thư mục new folder. Sẽ vào. Thì để sử dụng được bản mod này thì đương nhiên là anh em sẽ cần phải cài đặt LFPDFR. Cài đặt mod LFPDFR và ra game Blue Hawk. Thì link cài đặt hai cái mod này nếu như anh em nào chưa cài đặt mình sẽ để ở phần mô tả clip cho anh em. Để cài đặt thì đơn giản là anh em chỉ cần mở file game lên, đã cài file game, đã cài LFPDFR nhá. Hey, mình ở trong file game của mình đây thì đã cài LFPDFR và ra game hook thì nó sẽ có file plugin. Đó, thì anh em sẽ mở cái file này lên và anh em copy file plugin này và thả vào thư mục của game. Tiếp theo thì ở phần ra game native view này thì anh em sẽ phải kiểm tra phiên bản. Anh em sẽ phải kiểm tra phiên bản xem là nó đã sử dụng phiên bản mới nhất chưa. Thì anh em sẽ, đây mình sẽ giải nén cái này kéo ra đây để mình kiểm tra xem là cái Rage Natiju này nó sẽ sử dụng phiên bản bao nhiêu, là 1.6.3. Thì mình sẽ kiểm tra ở trong file game của mình là nó đang ở phiên bản bao nhiêu, 1.6.3.0 đúng không ạ. Thì mình sẽ không cần phải copy cái file này vào nữa. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào game và giới thiệu anh em tính năng ở đâu. Từ từ, anh em sẽ vào phần plugin nhá. LFPDFR và stop the patch đây, hai cái này. Thì ở đây anh em có thể tùy chỉnh các cái phím, nếu anh em nào biết tiếng Anh thì anh em có thể tùy chỉnh các phím. Ở đây là dừng patch thì anh em sẽ dùng phím E này. Menu, để bật menu của cái này lên thì anh em bấm phím G. Này là hai cái này thì là phím để mà tiến hành truy đuổi một cái đối tượng ấy. Thì mà đối tượng bỏ chạy chẳng hạn, đây anh em có thể kích chuột phải vào ngắm vào đối tượng và anh em bấm phím T để truy đuổi và bấm phím Ctrl T. Ctrl ở bên trái nhá để hủy. Take a pet. Này là anh em khi mà đuổi thì anh em có thể bấm phím Back để hook nhân NPC. Ok, cái này là tăng tốc độ chạy một tí. Rồi. Đây là phím F10 để anh em phím bấm nhanh để anh em kiểm soát, anh em kiểm tra nhân vật đấy, nhân vật thì mình dừng lại. Ok, là để gọi xe chở tù để anh em bấm luôn D8 là số 8 ở trên dãy số mặt phím.
Đây là phần button này là phần của tay cầm chơi game thì anh em không có thì thôi. Flip the pad button. Mấy cái này thì anh em không cần quan tâm lắm. Một số anh em nào biết thì anh em có thể tinh chỉnh ở đây. Ở đây taxi thì modem taxi này, Uber này, gọi xe cứu thương thì mình sẽ để ở đây là medic. Mình sẽ để là medic vì xe cứu thương của mình mod vào game là medic. Ở đây anh em có là chip mod. Cái này anh em có để mặc định này. Ok, phần dưới này thì tùy theo anh em muốn chỉnh cái gì thì anh em vào tìm hiểu, nó có rất là nhiều cái để cần chỉnh. Đây, phần xe chở tù thì anh em có thể chỉnh sửa các cái xe ở trong này nhá. Em có thể theo anh em mod thêm xe vào đây anh có thể sửa đấy, như kiểu mình thêm Polycab 4 này. À, Polycab 5 này. Đấy, ở dưới này mình có thể thêm xe rip. Xe rip 5. Phải xe rip 21 đấy. Rồi mình có mod thêm mấy cái xe này ở trong game ấy, thì mình có thể thêm vào đây. Rồi, đây là nhân vật của xe chở tù đấy, anh em có để mặc định thôi. Nếu như anh em không mod nhân vật thêm vào. Phần corner này thì là phần kỹ thuật hình sự. Ở đây thì mình sẽ để thành Core Speedo vì mình có mod một cái xe này vào. Modem của mình là Core Speedo. Ok. Anh em có mod xe vào đây, tương tự như thế thì xe tải Flatbed Tao Trúc chẳng hạn, anh em có mod thêm xe vào thì anh em có thể chỉnh sửa đây. Ok rồi. Đây phần anime control này là phần thú y ấy. Thì anh em có thể đổi xe cho nó. Ok, bây giờ mình sẽ bấm save lại nhá. Ở phần stop the pad này thì anh em có thể chỉnh sửa cái câu hỏi nếu như cần thiết. Anh có thể chỉnh sửa. Đấy, cái này là item kiểm tra xe. Ok. Thì cũng không có gì. Bây giờ mình sẽ vào game và test thử cho anh em nhé. Ok, mình đã vào game anh em ạ. Mình đang ở ngôi nhà của nhân vật của mình ở trong mod cảnh sát. Thì khi mà anh em để load plugin FPDF ở ngoài về ra game trước khi vào game luôn thì anh em sẽ load thẳng vào đây. Đây nhà của nhân vật của mình làm mod cảnh sát. Thì chả hiểu sao lại ở trong phòng ngủ thì lại có nội y này trong khi mình ở một mình mà. Ok, bây giờ mình sẽ ra ngoài. À, đây xe của mình đây, mình sẽ đi đến đồn cảnh sát để làm nhiệm vụ. Ok, mình sẽ vào nhận nhiệm vụ. Rock for Hill Police. Em sẽ bấm go on duty này. Police Locker. Rồi, ok. Này thôi. Police Gala. Đi con nào anh em nhỉ? Đi con này đi. Xin lỗi anh con tên điệu. Ok, nào, bây giờ bạn đã
nhiệm vụ mình sẽ đổi trang phục. Mình sẽ sử dụng trang phục tay ngắn. Mình sẽ tiến hành tuần tra nhé. Mình sẽ thử kiểm soát người bằng cái stop the pack cho anh em xem. Mình sẽ kiểm tra con xe trắng bên này. Mark Lucia, check that. Mình sẽ nhận cuộc gọi này luôn anh em. Ôi trời ơi, ông này ông đi xe máy cày ở. Đây chúng ta sẽ tiến hành bắt giữ bà này. Và mình sẽ test luôn cho anh em xem là stop the pet thì nó hoạt động như nào nhé. Mình sẽ tắt chuông xe đi cho đỡ ồn. Ok, bây giờ anh em sẽ có phím menu key này để sử dụng stop the pet thì anh em bật phím menu key. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ grab đối tượng này đi. Đây, anh em sẽ bấm vào đấy và grab đối tượng này đi. Đây, mình sẽ cho đối tượng đứng ở đây. Tiếp theo thì mình sẽ gọi một cái cảnh sát nữ để hỗ trợ. Đây, mình đã gọi cảnh sát nữ đến đây rồi. Sao gọi cảnh sát nữ mà lại có ở đây, đây hai cảnh sát nữ. Giờ mình sẽ tiến hành cảnh sát thì đầu tiên anh em sẽ có các cái tính năng này. Khi mà anh em gọi hỗ trợ đến thì anh em sẽ có, đầu tiên thì mình sẽ cái tính năng hỏi pet thì hỏi là có uống rượu không này chẳng hạn vậy, hoặc là hỏi có dùng chất kích thích không chẳng hạn. Anh em sẽ có sử dụng các câu hỏi đây thì anh em có thể hỏi. Đấy, tiếp phần tiếp theo là phần bắt đau pet. Đây là phần này là khám người, thì bây giờ mình sẽ để đồng đội của mình khám, phụ nữ mà, nên để đồng đội nữ khám. Thế cái này nó kết hợp rất tốt với là cái Arrest Manager và các cái mod khác. Đấy, anh em có thể khám người. Và tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra, nên kiểm tra nồng độ cồn cũng như là chất kích thích để anh em sử dụng ở đây. Không có nồng độ cồn chất kích thích anh em ạ. Mình sẽ tắt bộ đàm đi. Mình sẽ tắt bộ đàm đi. Tiếp theo thì mình sẽ trực, cái này là mình sẽ trực tiếp kiểm tra chất kích thích. Thì anh em sẽ bấm vào phần My Puppy thì mình sẽ trực tiếp kiểm tra chất kích thích. Ok, bây giờ tiếp theo thì anh em sẽ có phần gọi Transport Left Hand Cook Stay Go. Hand Cook nghĩa là gì? Tay à? Ở đây mình sẽ thử xem. Mình
sẽ thử bấm thử xem nhá. Là mình chưa biết là cái gì. Myself go. Myself stay. Và bút phi cơ. Mình sẽ thử xem. À cái này là, cái này là chìa khóa. Mình sẽ giữ lại. Sẽ giữ lại. Don't you move. Okay. Phần tiếp theo thì mình sẽ thử check ID nhé. Hello. Đây, anh em sẽ bấm dòng đầu tiên luôn, dòng request patch check to display. Don't worry. Anh em sẽ check được thông tin. Ok. Continue the patch. Là patch sẽ quỳ xuống. Và get up the patch thì patch sẽ đứng lên. Đấy. Tiếp theo thì phần follow me này, có nghĩa là patch sẽ đi theo anh em mình và anh em không cần phải dắt mà patch sẽ tự động đi theo. À, mình sẽ cho đứng lại. Ok, tiếp theo thì phần khám. Có thể nhầm. À, mình sẽ cho cái pet này đi. Question pet request request and cost where high this match on foot enter. You're not even. Mình sẽ cho pet này đi bằng cách là đích pet. What the hell? Don't run into me. Tiếp theo thì còn phần khám người thì anh em cũng có thể dùng phím F10. Đấy, có thể dùng phím F10 để khám người. Đây, mình bấm phím F10 đây. Vâng, một cái túi của heroin nha anh em ạ. À, mình phải bắt chữ thôi. Mình sẽ đưa về đồn. Mình sẽ bấm phím E và gọi transport. Đây, thì có lẽ là hai đồng chí này sẽ đưa về đồn luôn. Đây thì hai đồng chí này sẽ đưa về đồn luôn. À, mình sẽ deploy cái sao tự nhiên lại có cảnh sao đâu ra đứng trên đường này. Sẽ gọi taxi chở cái đồng chí cảnh sát này kìa. Nào đi vào trong nào, sẽ đứng dưới đường này. Ok, mình sẽ gọi Uber để đưa đồng chí cảnh sát này về. Bây giờ là đến phần xe nhá. Anh em sẽ đến gần chiếc xe này, anh em bật phím H. Phím E. G, à phím G anh em ạ. Phím G nhá, không phải H. Mình đang để mặc định phím G. À, thì anh em sẽ có request patch check này. Đấy, anh em check được xe này. Đây là phần tìm kiếm xe này. Không có gì anh em ạ. Một túi của Grok. Một cái đèn. Tiếp theo là mình sẽ có gọi, cái này là gọi bảo hiểm, công ty bảo hiểm đến nhận xe về. Và cái này là gọi xe tải. Ở đây thì anh em sẽ có hai cái chế độ là slow down traffic và stop traffic là. Đây, anh em sẽ bấm stop traffic. Thì trong cái bán kính này sẽ, thì tất cả các phương tiện sẽ dừng lại và không di chuyển. Tiếp theo là anh em sẽ click clear traffic control. Hoặc là anh em gõ vào slow down traffic thì các phương tiện di chuyển sang đây sẽ đi chậm lại. Đấy, thì mình sẽ hủy cái lệnh clear traffic này đi. Tiếp theo thì anh em sẽ gọi xe tải nhá. Click bấm phím G và gọi
request tao server. Thì đây có 3 loại cho anh em chọn, thì mình sẽ chọn xe tải loại flatbed để chở xe này về, chứ không con xe này không thể kéo đi dọc đường được. Mình sẽ gọi flatbed. Ok. Sau đấy thì mình sẽ trở lại xe và tắt vào đi. Đấy, tính năng của stop the pet thì nó sẽ có những cái đấy. Anh em sẽ có gọi taxi này, gọi Uber cho pet này, gọi xe cứu thương này, chẳng hạn vậy. Ok, mình sẽ xuống lại xe. Đây, mình sẽ để code 2. Code 2. Cảnh báo. Đây, con xe... Ui, đừng có đâu anh ơi. Con xe tải đã được chở đi. À, con xe flatbed đã đến chở con xe của mình đi. Thì cái này thì nó hỗ trợ tốt cho anh em hơn là cái Arrest Manager. À, nó sẽ có nhiều tính năng hơn cho anh em. Thì là mình đã giới thiệu xong cái bản stop pad cho anh em nhé. Rồi mình sẽ test thử một cái nhiệm vụ nữa cho anh em xem. Mình sẽ bấm Ember. Mình mở radio và mình bấm request car. Mình sẽ nhận nhiệm vụ phim đi dài. Một cuộc mình sẽ để code 2 thôi. Này là đua xe nha mọi người. Mình sẽ từ từ để mình xem là đèn xe kia sáng đấy. Mình kiểm tra xem là thánh nào đang đua xe ở đây. Có báo là đua xe trong khu vực này. Mình sẽ còn hú lên và đuổi theo. Bây giờ nhà mạng đã tìm được nhóm đua xe ở đây. Mình sẽ truy đuổi và mình sẽ gọi hỗ trợ. Mình sẽ gọi trực thăng hỗ trợ ở trên cao. Sẽ gọi lực lượng hay quay ban cho. Anh em có thể vào series hướng dẫn mod LFPDF của mình để xem những cái bản mod khác ấy, những cái plugin khác đấy, hỗ trợ cho anh em đầy đủ tính năng để có thể làm nhiệm vụ. Một đối tượng đã bị bắt rồi anh em ạ. Còn một còn đối tượng này thôi. Con xe bên kia đã bị bắt giữ. Mình sẽ gọi thêm lực lượng stay ban cho. Copy that. On the way. Stop the car. Oh, we're stopping for it.
truy đuổi đi, truy đuổi đi. Tổ lái phết đây anh em ạ. Đối tượng rất là tổ lái. Xe đuổi bằng được. Dám đua xe ở trong thành phố ạ. Ok ok ok. Nào, yêu cầu xuống xe, yêu cầu xuống xe, yêu cầu xuống xe. Không xuống xe. Nào, chơi tay lên trời, nằm xuống, nằm xuống. Nằm xuống, nằm xuống. Đã bắt được đối tượng anh em. Đây, anh em bắt được đối tượng phát là vào đây luôn. Vào cái menu Stop the Pass sẽ hiện luôn. Mình sẽ giữ anh em sẽ giữ phim Enter nhá, để yêu cầu lực lượng giải tán bớt ở đây đông quá. Đấy, mình sẽ chỉ gọi một người thôi để hỗ trợ thôi. Mình sẽ dùng phím B và gọi một người thôi. Lên cái patrol này. Okay. Giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra thông tin của đối tượng này. Tiến hành kiểm tra thông tin của đối tượng. Marco là không có tiền án tiền sự anh ạ. Tiếp theo thì mình sẽ khám. Đây, anh em đợi một chút. Đây. Ok. Thì bây giờ anh em sẽ có hỗ trợ thì mình sẽ cho đồng đội khám. Đây. Bắt đầu pet khám người. Trong khi đấy thì mình sẽ đi khám phương tiện. Thì anh em sẽ bấm phím G và chọn là siết với hai cùng. Trên người đối tượng có một khẩu súng lục. Ở sau cốp xe có một khẩu súng lục. Rồi tiếp theo mình sẽ gọi xe tải nhé. Mình sẽ gọi xe tải. Mình sẽ gọi xe kéo. Để kéo xe này về. Sau một cuộc truy đuổi thì xe ở đây rất là nhiều mà không biết là xe của ai, nên mình sẽ gọi xe tải chở bớt đi. Đây anh em sẽ để phím G Grab Blaster cho phách. Grab Shotgun. Grab. Cái này là cái gì nhỉ? Là mình sẽ thử xem nhé. Mình chưa biết tính năng cái này là gì. Mình sẽ bấm Grab Reaper. À, đây có một tính năng nữa là anh em có thể lấy súng ở trong xe nha bạn, trong xe cảnh sát. Để anh em đến gần xe cảnh sát em bấm phím G thì nó sẽ có cái store này, là mình sẽ cất súng đi. Đúng không? Mình sẽ cất súng đi đấy. Anh em có thể lấy súng và cất súng ở trong này. Đây có khẩu súng trường và súng shotgun. À đây hay nha bạn. Đây, mình sẽ gọi xe tải transport for suspect slow down car transport for suspect. Ở đây có người ở trong xe.